đó, mình mới mua được cây kim quýt ngộ lắm nha mấy bạn, rễ y như cây hồng ngọc mai vậy đó. Cái cụm chỗ này là khoảng 30 mấy gần 40 nè, cụm chỗ này là khoảng 20, cụm chỗ này khoảng 26 nè. Nói chung nó cây này nó không phải chơi thân, này là y như người ta trồng hồi xưa rồi. Ông này không thấy lạ quá, không chơi rễ nè, cái rễ ngộ ghê không đó, nó có cái thân chỗ này nè, cái thân chỗ này chút xíu à, thân chỗ này khoảng 10 mấy à. Cây này cây già rồi, lên người ta uống rồi bắt đầu còn nhờ người ta làm lại nè, tôi mua về tôi làm lại đó. Kỳ quái luôn, kim quýt mà kiếm được cái cây vậy là cũng ngộ lắm. Mấy cái rễ vậy là già mà nuôi được mấy cái rễ này chắc cũng mười mấy 20 năm hơn, sao mà nuôi được mấy cái rễ gì giống vậy được, cũng khó à. Cái này không biết hồi đó người ta trồng sao mà ra được cái rễ vậy tôi cũng không biết nữa. Kim quýt mà ngộ quá trời. Cái thân chính nó nằm chỗ này nè, nhưng mà nó xấu thì mình lại mình đủ, giờ mình cắt lại mình chơi cây quái, mốt nó ra mình uống lại đó. Chứ không phải cây này là nó già rồi nè, rễ nó là màu đen thui đồng luôn rồi, nó giống như màu đồng đó. Không phải cây tơ nha, cái rễ mà muốn bự được vậy là cũng lâu năm dữ lắm á. Ngộ chứ mấy bạn, ngộ thiệt là ngộ. Cây con quýt này đúng là độc và lạ luôn đó. Cây này cũng hàng hiếm mà nha, kiếm được cái thân thì dễ chứ kiếm được bộ rễ mà rễ cây kim quýt vậy là cái bộ căng à, kiếm không ra đó. Đó ngộ ghê chưa, quá lạ luôn. Cây này bao sống nha, cây này là nằm trong chậu mình bứng ra, cây này đã thuần chậu rồi không sợ chết nữa. Mà kim quýt làm sao chết được, trừ khi về đổ thuốc bậy bạ nó mới chết thôi, chứ kim quýt đem về để vậy mà trồng bình thường. Có nhiều người hỏi thuốc men gì để cho nó sống, trời ơi đâu có cần thuốc men gì đó, giờ mình trồng bao nhiêu năm có thuốc men kỹ gì đâu, có bôi keo bị bạ thôi chứ đâu có xịt thuốc bị bạ được, rồi mình bón phân thôi nó tốt luôn đó. Cái bầu nè, bầu đó nha, kim quýt mà kiếm được cây này là độc. Cây này là cây kim quýt nha, hình tưởng hồng ngọc mai nha, giống như hồng ngọc mai chắc chết luôn, y như hình hồng ngọc mai. Cây này đúng cô rễ lạ luôn đó. Cái cụm chỗ này nó cụm rễ chỗ này là khoảng 45 nè, cái cụm chỗ này khoảng 40 nè, để cho mấy bạn hình dung được. Cây này lạ, nói chung lạ lắm, kim quýt mà được bộ rễ vậy là cũng hơi hiếm à.